Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phunu TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh, nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phunu TV xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn và gia đình ngày mới nhiều niềm vui, sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 20 tháng 6 tiếp đà tăng trên sàn London và tại thị trường trong nước. Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê ở hai sàn phái sinh diễn biến trái chiều, với cà phê Robusta duy trì được đà tăng. Ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2023, giá cà phê tăng 37 USD trên tấn, với mức tăng là 1,32% và lên giao dịch ở mức là 2.833 USD trên tấn. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 9 năm 2023, giá cà phê tăng 36 USD trên tấn, với mức tăng là 1,31% và lên giao dịch ở mức là 2.783 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 7 và tháng 9 trên sàn London tương đương với mức giá là 66.000 đồng và 64.900 đồng 1 kg. Các mức tăng vừa phải, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức thấp dưới mức trung bình. Trái ngược với sàn London, tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica tiếp đà giảm. Ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2023, giá cà phê giảm đi 2,1 cent trên pound, với mức giảm là 1,12%, xuống mức giao dịch là 184,9 cent trên pound. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 9 năm 2023, giá cà phê giảm đi 2,2 cent, xuống mức giao dịch là 180,75 cent trên pound. Các mức giảm vừa phải, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức rất cao ở kỳ hạn giao tháng 9 năm 2023. Thưa các bạn, giá cà phê trong phiên vừa qua diễn biến trái chiều, cà phê Robusta duy trì được đà tăng do lo ngại về thời tiết El Nino sẽ làm giảm sản lượng cà phê toàn cầu. Các chuyên gia cho biết, hiện tượng thời tiết El Nino năm nay dự kiến sẽ phát triển trên toàn cầu vào nửa cuối năm nay, gây rủi ro cho cà phê Robusta nhiều hơn so với cà phê Arabica. Hiện tượng thời tiết này sẽ làm gián đoạn mô hình mưa và nhiệt độ, có thể gây thắt chặt thêm nguồn cung và tăng giá cà phê Robusta. Các nhà phân tích và chuyên gia thời tiết cho biết, hai quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới là Việt Nam và Brazil có thể bị thiệt hại về năng suất nếu hiện tượng El Nino phát triển mạnh. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia của Việt Nam dự đoán sẽ có 70-80% khả năng El Nino phát triển vào giữa năm 2023 và kéo dài sang năm 2024, khoảng thời gian nhiệt độ sẽ cao kỷ lục. Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA ước tính sản lượng cà phê của Việt Nam niên vụ 2022-2023 giảm xuống 29,75 triệu bao, thấp hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Người trồng cà phê Việt Nam cũng dự báo sản lượng cà phê Robusta niên vụ năm 2022-2023 sẽ giảm 10-15%, trong khi các nhà xuất khẩu lo ngại không đủ cà phê để giao trong nửa cuối năm nay, phải chờ đến năm 2023-2024. Sản lượng cà phê của Việt Nam mới có thể phục hồi 5% lên 31,3 triệu bao, theo đánh giá của USDA. Thưa các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước, sáng nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá cà phê ở các địa phương tăng thêm 500-600 đồng trên 1 kg. Theo đà tăng trên sàn London, ghi nhận sáng nay, giá cà phê trong nước thu mua trong khoảng 66.500 đồng tới 68.000 đồng 1 kg. Ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, sáng nay thu mua quanh mức giá là 66.600 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Di Linh, mức giá là 66.500 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga, thu mua quanh mức giá là 67.900 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 67.700 đồng và 67.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Grai, thu mua quanh mức giá là 66.900 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Prông, ghi nhận quanh mức 66.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, tại thành phố Gia Nghĩa, sáng nay thu mua quanh mức giá là 67.800 đồng 1 kg. Và ở khu vực huyện Đắk Lấp, mức giá là 67.700 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay thu mua quanh mức giá là 66.900 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, ghi nhận ở mức 67.800 đồng 1 kg. Và khu vực tỉnh Bình Dương, mức giá là 68.000 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê được giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận quanh mức giá là 68.100 đồng 1 kg. Thưa các bạn, còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua quanh mức giá là 67.800 đồng tới 68.000 đồng 1 kg.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá cà phê sáng nay trên kênh Phunoo TV của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới nhiều niềm vui. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.